chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 17 tháng 6 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, nắng nóng hạn hán kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa đã gieo trồng ở tỉnh Nghệ An lâm vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ mất trắng. Cùng với đó thì hàng nghìn hectare đất lúa khô hạn không thể gieo cấy vụ hè thu. Trong khi đó thì hiện nay nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An do doanh nghiệp quản lý chỉ có 2 hồ đầy nước, còn lại chỉ đạt 50-70% dung tích thiết kế. Các hồ chứa do xã, hợp tác xã quản lý lượng nước còn lại chỉ ở mức khoảng từ 30-55%. Trong đó có một số hồ đập đã cạn kiệt nguồn nước. Trước tình trạng nắng nóng khô hạn đang tiếp tục kéo dài, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương điều tiết nguồn nước hợp lý gắn với hướng dẫn nông dân sử dụng nước tiết kiệm. Tỉnh cũng cho phép một số địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng ít sử dụng nước, có khả năng chịu hạn cao vào trồng trên đất lúa. Trong khi đó, thì Nghệ An cũng như là các tỉnh thành ở miền Trung vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ trưa chiều mai phổ biến từ 34 đến 37 độ ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, còn ở Đà Nẵng cho đến Bình Thuận nhiệt độ là từ 33 đến 36 độ. Trở ra với Bắc Bộ, trong đêm nay, hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa cho khu vực vùng núi, còn ở tại vùng đồng bằng thì mưa không nhiều. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ sẽ là từ 33 đến 37 độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, còn các nơi khác ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi trong chiều tối nay. Tuy nhiên, sang đến ngày mai thì gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu hơn thì mưa sẽ giảm hẳn về lượng. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng với hiện tượng mưa dông cục bộ và dồn dập trong thời đoạn ngắn nên vẫn có thể gây ngập úng, đặc biệt là ở khu vực các thành phố dân cư đông đúc. Mưa tập trung vào chiều tối, còn ban ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ ở Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ ở tại Nam Bộ. Do tình hình hạn mặn có khuynh hướng giảm, Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn khuyến cáo thả nuôi tôm khôi phục sản xuất. Trước khi thả nuôi, hộ dân nên lưu ý một số vấn đề như sau. Độ mặn thích hợp từ 10 đến 15%. Chọn nguồn gốc tôm giống rõ ràng, mật độ thả nuôi phù hợp, thường xuyên nên theo dõi thời tiết và kết quả quan trắc môi trường. Trong khi thả nên chú ý áp dụng quy trình kỹ thuật từ khâu cải tạo ao, xử lý nước đến chọn con giống. Người nuôi cũng nên giải vụ tránh ảnh hưởng đến giá tôm nguyên liệu, khuyến khích người nuôi tôm biển áp dụng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, như là mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn, đầu tư nuôi theo bể tròn nổi, ao nuôi lót bạt che lưới lan nhằm giảm dịch bệnh. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày giảm mây trời nắng. Nền nhiệt thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Tây Nam đến mức cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ và cao nhất là từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng. Nền nhiệt thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Ở Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.